Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. Cộng hòa Pháp là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời Pháp là thành viên nhóm 8 nước công nghiệp phát triển G8 và là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chuyến thăm cũng là một sự kiện lớn về quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước và việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước được duy trì trong nhiều năm qua. Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Orly, thủ đô Paris. Với phương châm hợp tác, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy trong thế kỷ 21, lãnh đạo cấp cao Pháp khẳng định mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam trong khu vực. Với vai trò của mình, Pháp đã giúp củng cố và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu EU, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Về phần mình, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam, coi trọng mối quan hệ hợp tác với Cộng hòa Pháp, đồng thời thảo luận những phương hướng mới nhằm tăng cường quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU. Về quan hệ kinh tế, năm ngoái kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,2 tỷ euro, đầu tư trực tiếp của Pháp tại Việt Nam đạt 2,38 tỷ đô la Mỹ. Pháp cũng là nhà tài trợ ODA lớn cho Việt Nam với tổng số vốn 1,5 tỷ euro. Nghị sĩ thị trưởng thành phố Montreux Jean-Pierre Pra khẳng định, nhân dân thành phố Montreux từ lâu đã dành cho nhân dân Việt Nam tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước kia, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, nhiều năm qua, thành phố Montreux đã cùng tỉnh Hải Dương của Việt Nam thực hiện thành công mô hình hợp tác ba bên, giúp vùng El Manini của nước Cộng hòa Mali triển khai đề án trồng lúa nước, giúp nông dân nghèo Mali giải quyết nạn đói và đảm bảo an toàn lương thực. Đây là mô hình hợp tác được nhiều nước châu Phi quan tâm. Ông thị trưởng cũng cho biết, vào tháng 10 tới, thành phố Montreux sẽ đăng cai tổ chức hội nghị hợp tác kinh tế cấp cao phi tập trung, nhằm triển khai rộng rãi hơn nữa các hình thức hợp tác kinh tế giữa các địa phương của Việt Nam. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm không gian Hồ Chí Minh. Nằm trong bảo tàng lịch sử sống của thành phố, không gian Hồ Chí Minh với tượng đài Bắc Hồ và bảo tàng Hồ Chí Minh được khánh thành vào dịp kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của Người năm 2005. Thủ tướng đã đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Pháp. Thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn đã xúc động trước những kỷ vật, hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ. Nơi đây, những người bạn Pháp, những người yêu quý và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sưu tập và gìn giữ những kỷ vật quý giá về những năm tháng hoạt động của người tại Pháp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ghi lưu bút tại bảo tàng và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên không gian Hồ Chí Minh. Đồng thời cảm ơn những người bạn Pháp về những tình cảm tốt đẹp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, chính người đã đặt nền móng vững chắc cho ngôi nhà hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Thị trưởng Jean-Pierre Pra nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn thân thiết của nhân dân Pháp. Nhân dân thành phố Montreux tự hào được thay mặt những người bạn Pháp chăm sóc, gìn giữ những kỷ vật quý giá về người. Ngày nay, trong tổng thể mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, thành phố này vẫn đang hướng tới các mục tiêu hợp tác và trợ giúp Việt Nam. Ngoài tỉnh Hải Dương, Montreux cũng đang có ý định mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam. Đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa hai nước, vì hiện nay có tới 52 tỉnh và vùng của Pháp là đối tác với 54 tỉnh thành của Việt Nam. Các dự án trong mô hình này, mặc dù nhỏ, song rất có hiệu quả và đem lại những dấu ấn tích cực cho quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một loạt các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ với bà con Việt Kiều tại Cộng hòa Pháp, gặp và nói chuyện thân mật với lãnh đạo Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Pháp, Hội Hữu nghị và Pháp Việt và Hội Những người bạn Pháp của Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp ông Jacques Pha, trưởng ban đối ngoại và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Pháp có quan hệ lâu đời, truyền thống và gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng cho rằng chuyến thăm của các đồng chí đến Việt Nam vừa qua sẽ góp phần gắn bó chặt chẽ giữa hai đảng, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước. Ông Jacques Pha khẳng định, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam là một quá trình lịch sử lâu dài và rất quan trọng đối với Đảng Cộng sản Pháp. Đây là nền tảng để mọi thành viên trong Đảng Cộng sản Pháp tin tưởng thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng ngày càng phát triển trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi tiếp ông Pierre Moscovici,
hạ nghị sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ giữa hai đảng ngày càng gắn bó vì lợi ích của nhân dân hai nước và bằng hoạt động của mình, Đảng Xã hội Pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên các lĩnh vực. Với tư cách là nghị sĩ Quốc hội, ông Pierre Moscovici nhấn mạnh quan hệ Việt-Pháp là quan hệ có bề dày lịch sử. Do vậy, Cộng hòa Pháp luôn ưu tiên trong hợp tác với Việt Nam. Ông đề nghị trong thời gian tới, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, kể cả cấp cao cũng như đoàn các tổ chức nhằm xúc tiến cụ thể các chương trình phát triển giữa hai nước. Tại buổi tiếp ông Jacques Maître, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp Việt và các thành viên trong hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại những người bạn thủy chung gắn bó lâu dài với đất nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ quý báu của nhân dân Pháp, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ đó. Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp. Ông Jacques Maître nêu rõ, quan hệ Pháp-Việt là quan hệ đặc biệt và khẳng định mục tiêu hoạt động của Hội hữu nghị Pháp-Việt là làm hết sức mình, củng cố vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị gắn bó giữa hai nước. Hội cũng mong muốn đem lại những yếu tố bổ sung mới trong quan hệ Pháp-Việt và thúc đẩy mối quan hệ này trong thời gian tới. Tiếp ông Jacques Oudin, Chủ tịch Hội đồng cấp cao hợp tác kinh tế Pháp-Việt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Jacques Oudin đã thành lập Hội những người bạn Pháp của Việt Nam vì sự phát triển quan hệ và hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng đánh giá cao phiên họp đầu tiên của Hội đồng cấp cao kinh tế Pháp-Việt vừa qua với những biện pháp thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông Jacques Oudin cam kết, với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc với nhân dân Việt Nam qua vụ sập cầu Cần Thơ mới đây, và hội cũng đã tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tai nạn này. Vào tối qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và có cuộc gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng Việt Kiều và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Tại đây, Thủ tướng đã thông báo những nét lớn về tình hình đất nước và khẳng định Kiều bào Pháp là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đánh giá cao những đóng góp của Kiều bào đối với đất nước, Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương đất nước và cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt-Pháp. Nghe và trả lời những câu hỏi của bà con liên quan đến những chính sách đối với Việt Kiều như vấn đề mua nhà, đất, quốc tịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong thời gian tới, nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh các chính sách về mua nhà đất, cấp thị thực, công nhận hai quốc tịch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con về nước thăm thân, làm ăn hay du lịch. Thủ tướng cũng chia sẻ những ý kiến của bà con về vấn đề giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, về các chính sách mang tính động lực cao để khuyến khích các nhà khoa học, trí thức Việt Kiều về quê hương đóng góp trí tuệ cho đất nước. Trong những ngày đầu tiên ở Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm nhà máy điện nguyên tử Nogent-sur-Seine. Hiện Pháp có 58 lò phản ứng với tổng công suất là 63.000 MW, chiếm 88% lượng điện sản xuất của Pháp. Nước Pháp cũng đang có một kế hoạch đào tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Thủ tướng François Fillon cho rằng chuyến thăm này sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Pháp đánh giá cao vị trí và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Pháp là đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực theo khuôn khổ được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất là hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy trong thế kỷ 21. Tại cuộc gặp riêng và hội đàm, hai thủ tướng đã đề cập và thống nhất về một số phương hướng lớn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Theo đó, về kinh tế thương mại và đầu tư, hai bên đều nhất trí gia tăng trao đổi thương mại song phương và đẩy mạnh đầu tư của Pháp, nhất là đầu tư của các tập đoàn lớn, tăng cường ODA của Pháp cho Việt Nam. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện và hợp đồng kinh tế quan trọng trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ. Đó là ý định thư về tài trợ để hiện đại hóa Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Thực hành tại Hà Nội. Ý định thư về tài trợ của Pháp cho dự án khôi phục cầu Long Biên. Hai thỏa ước tài trợ của cơ quan phát triển Pháp AFD về viện trợ xây dựng tuyến đường sắt nội đô Hà Nội Nhổn và tài trợ cho chương trình tín dụng nhà nước. Ngoài ra, hai bên cũng ký kết 8 hợp đồng thương mại có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn Airbus về hợp đồng mua 10 máy bay A350-900 thế hệ mới và 20 máy bay A321-200. Ngân hàng BNP Paribas cũng ký hai thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Agribank và hỗ trợ tín dụng cho Vinasin về công nghiệp tàu thủy. Tập đoàn dầu khí Total của Pháp cũng ký 3 thỏa thuận hợp tác với Petro Việt Nam, bao gồm một thỏa ước hợp tác chung, 2 hợp đồng chuyển nhượng khai thác các lô dầu khí. Thủ tướng Fillon nhấn mạnh, những hợp đồng được ký kết này sẽ mở đường cho nhiều hợp đồng khác trong thời gian tới. Cho rằng, sự quan tâm của các doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam không chỉ dựa vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mà là sự nhìn nhận đúng đắn về thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam. Thủ tướng Fillon cho biết,
Ông đã giao cho Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Việc làm của Pháp trong thời gian tới tổ chức nhiều phái đoàn doanh nghiệp lớn đến Việt Nam tìm hiểu các cơ hội hợp tác kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng François Fillon cũng cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước có tiến triển nhưng thực tế là không tương xứng và điều cần thiết là hai phía phải làm việc nhiều hơn nữa. Phía Pháp tái khẳng định ủng hộ Việt Nam và tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Pháp cũng ủng hộ Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với cộng đồng châu Âu và sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Thủ tướng François Fillon nhấn mạnh Việt Nam đã và đang đạt được rất nhiều tiến bộ về vấn đề này. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này và đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề nhân quyền. Việt Nam thể hiện mong muốn rất rõ nét trong việc tham gia vào tất cả các tổ chức của thế giới và được cộng đồng quốc tế công nhận. Việt Nam cũng đang hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với EU. Tất nhiên là Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề này và tôi nói với Ngài Thủ tướng rằng nước Pháp luôn đứng sau Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong bước đi hội nhập với cộng đồng quốc tế. Sau cuộc hội đàm này, rồi sau chuyến thăm này của tôi, sẽ góp phần đưa cái quan hệ hữu nghị truyền thống, cái hợp tác toàn diện, cái sự tin cậy, sự ổn định lâu dài trong quan hệ Việt Nam-Pháp thực sự là cái đối tác mẫu mực của nhau. Sẽ trước hết là cái lĩnh vực thương mại, lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và văn hóa. Tôi và Ngài Thủ tướng Pháp đều tin tưởng như vậy. Ngoài chủ đề về ngoại giao, kinh tế và hợp tác đa phương, cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng đã đề cập đến các hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục như việc tăng cường dạy tiếng Pháp cũng như mở trường đại học của Pháp tại Việt Nam, cung cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam học tập tại Pháp. Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập nhà văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris và hai bên sẽ sớm có thỏa thuận về việc thành lập trung tâm văn hóa của Việt Nam tại Pháp và của Pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh dân sự. Trên tinh thần đó, hai bên cũng nhất trí thiết lập một cơ chế thảo luận cấp cao về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Ngay sau khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng François Fillon, vào tối qua theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Phủ Tổng thống, tức Điện Élysée ở thủ đô Paris. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được thực hiện chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vào thời điểm cả hai nước đang đẩy mạnh cuộc cải cách, trong đó có cuộc cải cách mà Tổng thống Sarkozy đang tiến hành với một phong cách mới để đưa nước Pháp tiến lên, bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Pháp trên nhiều lĩnh vực và quyết tâm của lãnh đạo hai nước xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy trong thế kỷ 21. Thủ tướng cho rằng chưa bao giờ quan hệ giữa hai nước ở mọi cấp lại phong phú và năng động như hiện nay. Pháp duy trì vị trí đối tác châu Âu hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ phát triển của Pháp cho Việt Nam và đề nghị Tổng thống ủng hộ các dự án mang dấu ấn Pháp ở Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ khôi phục cầu Long Biên, hỗ trợ nâng cấp trường đại học Y Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Pháp ủng hộ Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết mời Tổng thống Sarkozy thăm Việt Nam. Tổng thống Sarkozy nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam là cuộc gặp gỡ lịch sử Pháp-Việt. Tổng thống cũng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ trở thành đối tác chiến lược và nước Pháp sẽ luôn ở bên cạnh Việt Nam như một người bạn thủy chung tin cậy. Tổng thống Sarkozy đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Thủ tướng François Fillon và nhấn mạnh hai nước cần tăng cường quan hệ, nhất là quan hệ kinh tế cho tương xứng với mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Sarkozy cũng đã nhận lời mời sang thăm Việt Nam và chuyến thăm sẽ được thu xếp vào thời gian thích hợp. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Cộng hòa Pháp vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ tiếp tân nhà nước trong khuôn khổ các hoạt động những ngày Việt Nam tại Pháp do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và thảo luận bàn tròn với 30 tập đoàn kinh tế hàng đầu của Pháp do Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp MEDEF tổ chức và tiếp riêng một số tập đoàn kinh tế lớn của nước này. Hiện nay, về quan hệ kinh tế song phương, Pháp là bạn hàng đứng thứ hai của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Pháp hiện cũng có 200 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn gần 2,5 tỷ đô la.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kết quả như vậy là đáng mừng, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai nước, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, hàng không, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp Pháp không nên chậm chân đầu tư tại Việt Nam. Trên tinh thần này, Thủ tướng đã giải đáp nhiều câu hỏi cũng như đề nghị của các tập đoàn kinh tế Pháp liên quan đến tình hình kinh tế, cơ hội đầu tư, môi trường đầu tư, thị trường chứng khoán, hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Chủ tịch giới chủ của Pháp, ông Jean Bourgeois khẳng định các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Pháp biết rất rõ những thành tựu và tốc độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam và mong muốn mở rộng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Ông Jean Bourgeois cho rằng đối với Việt Nam, ngoài mục tiêu lợi nhuận, các doanh nghiệp Pháp còn mong muốn thiết lập và thắt chặt quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam. Đến dự lễ tiếp tân nhà nước trong khuôn khổ các hoạt động của những ngày Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Việt Nam và Pháp tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về văn hóa và lịch sử. Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam làm nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt-Pháp, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết giữa hai dân tộc, giữa hai nền văn hóa. Đây cũng là nền tảng, tiền đề để hai nước đưa quan hệ lên tầm cao mới, mối quan hệ mẫu mực giữa một nước phát triển với một nước đang phát triển. Với những gì đã có, Việt Nam đã, đang và sẽ là một người bạn, đối tác tin cậy, cùng hợp tác có lợi, bình đẳng, cùng phát triển với nước Pháp và nhân dân Pháp. Bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Việc làm Pháp cho biết, ngay từ khi nhậm chức, bà đã rất quan tâm đến Việt Nam. Việt Nam là một đất nước ngày càng năng động, hiện đại và cởi mở hơn. Trước đó vào tối qua theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp, ông Christian Pomsele. Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng tới Cộng hòa Pháp và cho rằng chuyến thăm sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho quan hệ hai nước. Khẳng định, Thượng viện Pháp luôn ủng hộ mọi nỗ lực của chính phủ trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện lâu dài và tin cậy giữa Việt Nam và Pháp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này khẳng định vị trí đặc biệt của nước Pháp với tư cách là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam khi Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Đồng thời mong muốn Pháp ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực này. Tiếp đó, Thủ tướng cũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện, ông Bernard Kouchner. Hai bên đều nhất trí và khẳng định quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ Pháp-Việt và đưa quan hệ này trở thành đối tác mẫu mực giữa một nước phát triển và một nước đang phát triển trên cơ sở phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã cam kết là hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy trong thế kỷ 21. Chủ tịch Hạ viện Bernard Kouchner đã bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và cũng khẳng định Hạ viện Pháp sẽ nỗ lực hết sức mình để phát triển mối quan hệ Pháp-Việt lên một tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến dự diễn đàn doanh nghiệp Pháp Việt do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris, Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp phối hợp tổ chức với sự tham gia của khoảng 500 doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù cách xa nhau về địa lý, nhưng hai nước có quan hệ lịch sử và văn hóa khá lâu đời. Đây là một trong những yếu tố để Pháp là quốc gia luôn hiện diện rõ nét tại Việt Nam, trong đó có những nhà đầu tư, những doanh nghiệp Pháp. Thủ tướng cho rằng, để làm sâu sắc, cụ thể và thiết thực hơn nữa quan hệ hai bên, thì hợp tác kinh tế thương mại phải đạt ở tầm mức cao hơn nữa. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nhà doanh nghiệp Pháp đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký một số hợp đồng lớn giữa doanh nghiệp hai nước trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, như thỏa thuận giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương mại Phương Đông ký với Ngân hàng BNP Paribas, hợp đồng liên minh chiến lược, hay Ngân hàng Merrill Lynch và Agribank của Việt Nam ký hợp đồng tín dụng 500 triệu đô la Mỹ cho dự án hỗ trợ nông dân Việt Nam trồng và xuất khẩu cà phê. Đặc biệt, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Sao Việt đã ký với Tập đoàn Stratco Global của Thụy Sĩ hợp đồng về hai dự án bất động sản lớn tại Việt Nam trị giá tới 4 tỷ đô la Mỹ tại Hà Nội và Nha Trang. Các dự án này sẽ triển khai xây dựng vào đầu năm 2008 và sẽ là khu phức hợp 6 sao thứ tư và thứ năm trên thế giới. Thủ tướng cũng đã tiếp ông Novelli, Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương và doanh nghiệp của Pháp. Tiếp ông Simon, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris. Thủ tướng cũng đã tiếp một số lãnh đạo tập đoàn lớn của Pháp như Avega, Alstom, Evialy và tập đoàn Sanofi. Thủ tướng đã